93% doanh nghiệp SME tại Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều nỗi đau nhức nhối về marketing. Tiêu tốn chi phí quảng cáo mà không ra đơn, muốn mở rộng hệ thống marketing nhưng chưa có chiến lược cụ thể và rõ ràng, chưa biết làm marketing như thế nào, quy trình ra sao, các kênh truyền thông như thế nào cho hiệu quả, chưa biết cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, doanh nghiệp và lãnh đạo, chưa biết tuyển dụng, đào tạo và giữ chân đội ngũ marketing chuyên nghiệp. Đa số, không phải tất cả nhưng mà gì ạ, chúng ta sẽ có cái xu hướng là sao chép copy sản phẩm của nhau liên tục. Và khi mà sản phẩm giống nhau ấy thì chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến cạnh tranh về gì ạ? Về giá. Mà cạnh tranh về giá là chúng ta tự cắt vào máu của mình. Một trong những cái thế mạnh của mình ấy, mình nghĩ là một trong thế mạnh tuyệt đối của mình, đó là về marketing. Cái team marketing bên mình ấy thì tùy từng thời điểm, có giai đoạn từ 6-70 người, có giai đoạn 8-90 người. Nhưng mình thấy là trong quá trình mình setup cái team marketing cho rất nhiều cái lãnh đạo doanh nghiệp, cho rất nhiều doanh nghiệp, thì mình nhận thấy gì? Là doanh nghiệp nó có những cái nỗi đau sau. Thứ nhất là sếp không biết gì về marketing. Tức là sếp không có kiến thức nền tảng về marketing, và sếp cũng vì thiếu kiến thức nền tảng nên sếp cũng không để đưa ra được cái chiến lược, cái tầm nhìn về marketing. Đấy, nên không thể làm việc với nhân sự marketing của mình. Đấy là một trọng nỗi đau. Mà mình cũng biết gì đâu. Đấy, cái vấn đề thứ hai của nó là nỗi đau chung của tất cả doanh nghiệp, đó là nỗi đau về nhân sự. Và cụ thể là trong vấn đề là marketing, đó là gì? Đó là nỗi đau về việc thu hút, tuyển dụng, đào tạo và giữ chân đội ngũ marketing. Và trong cái khóa marketing 2 ngày của mình, vào đầu tháng 5, ấy, vào thứ 7 và chủ nhật, vào đầu tháng 5, mình mùng 7, mùng 8 tháng 5 năm 2022, trong khóa 2 ngày này mình sẽ giúp anh chị giải quyết hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là cung cấp kiến thức nền tảng cho anh chị, kiến thức nền tảng về marketing, để anh chị có thể có kiến thức nền tảng, từ đó xây dựng chiến lược mà xây dựng được cái cách làm việc với cái đội ngũ marketing của mình. Bởi vì các sếp thiếu kiến thức nền tảng. Và vấn đề thứ hai là mình giải quyết cho anh chị vấn đề là gì? Là xây cái khung năng lực của tất cả các vị trí marketing, từ giám đốc cho đến trưởng phòng, tất cả các vị trí. Và dựa trên cái khung năng lực này, các anh chị sẽ có một cái gì ạ? Cái tiêu chí để gì ạ? Để tuyển dụng, để đào tạo, để xây dựng chính sách, để giữ chân được đội ngũ marketing của mình. Đấy. Mình nghĩ là gì? Rất ít người có lẽ dám đào tạo về nhân sự cho marketing. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là cái nỗi đau lớn nhất của anh chị. Các anh chị có thể đi học chiến lược marketing rất là hay, các anh chị có thể có kiến thức nền tảng rất là hay, các anh chị có thể có quy trình và công cụ marketing rất là hay. Nhưng nếu anh chị không có nhân sự thì không có cái gì diễn ra cả. Bởi chỉ có nhân sự thì mới giúp các anh chị từ chiến lược cho đến thực thi và tạo ra kết quả. Bởi nhân sự đó là vấn đề gốc. Bởi vì mình biết rằng có rất nhiều người đào tạo về chiến lược, về quy trình, về công cụ marketing rất là hay, nhưng cuối cùng không có nhân sự thì chẳng đạt được cái gì cả. Đấy, thì trong cái khóa marketing này mình sẽ giúp anh chị giải quyết triệt để cái vấn đề về nhân sự trong marketing. Đấy, xây khung năng lực để tuyển dụng, để đào tạo, để thu hút và giữ chân đội ngũ marketing của mình. Sau 2 ngày học ấy, thì cái mà anh thấy đáng giá nhất ấy, thì nó chính là cái mô hình Canvas. Dựa vào cái mô hình Canvas này thì anh có thể thấu hiểu được cái tâm lý rồi hành vi của khách hàng của anh, xem họ đang nghĩ gì, họ đang tìm kiếm gì, họ đang gặp vấn đề gì, rồi họ mong muốn cái lợi ích gì đến từ doanh nghiệp. Thì dựa vào cái mô hình Canvas này, anh có thể hiểu được tâm lý khách hàng, hiểu được là doanh nghiệp của mình cần phải có những cái lợi ích, rồi có những cái phương pháp để có thể tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất. Sau đó thì đánh trực tiếp vào nỗi đau của khách hàng, thì lúc ấy chúng ta mới có thể bán hàng cho khách hàng và có thể tiếp cận khách hàng một cách cực kỳ hiệu quả. Khóa học của anh Dũng thì anh thấy đầu tiên ấy là anh ấy rất là nhiệt tình, rất là tận tâm, cả những bạn support nữa. Thì trong khóa học anh cũng nhận được rất nhiều các hỗ trợ đến từ các bạn. Cái thứ hai là về cái việc mà trong cái quá trình học ấy, anh ấy cũng sâu được những cái case study rất là thực tế. Thì anh nghĩ là cái quá trình mà anh Dũng anh đã trải qua rất là nhiều những cái sóng gió rồi những cái case thực tế như thế, thì cái trình độ anh ấy cũng khá là cao rồi. Và anh cũng là muốn là anh sẽ học anh Dũng nhiều hơn. Và anh cũng là người đăng ký một phát mà 3 khóa học trực tiếp từ HBR. Lần trước thì có một cái mô hình mà tôi cũng thấy rất là hay, mặc dù đã áp dụng rồi nhưng mà nó chưa mang tính chất là đưa về cho doanh nghiệp để cho các phòng ban áp dụng. Đó là chính là mô hình Canvas. Mặc dù được anh Dũng chia sẻ cách đây 1.5 năm, nhưng hôm nay nghe lại cái mô hình đó thì thực sự tôi thấm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là tôi đưa các phòng ban rất quan trọng của công ty đi, thì các bạn ấy cảm nhận được cái mô hình này cực quan trọng đối với công ty. Và không chỉ là các bộ phận đâu, không chỉ là áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh đâu, mà áp dụng trong tất
cả các lĩnh vực phòng ban đều áp dụng cái mô hình này. Tôi nghĩ là doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, vừa mới start up hay là đã trải qua một cái quá trình kinh doanh dài như chúng tôi thì đều cần cái mô hình này, bởi vì nó giúp cho các anh chị sẽ mạnh hơn, sẽ biết được cái điểm khác biệt của mình, phải biết mình phải cần tập trung vào đâu để phát triển và làm thế nào để tạo ra một cái ưu thế, lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Thì đấy là cái mà tôi được đón nhận và tôi thấy là hay nhất trong chương trình ngày hôm nay. Mình học cái mô hình Canvas của anh Dũng thì mình áp dụng cái đấy vào cái mô hình Canvas, mình lại tìm ra nỗi đau của khách hàng, mình tìm ra giải pháp phù hợp với họ và mình xây dựng những sản phẩm mới phù hợp với khách hàng hơn. Anh Dũng thì là một người mình nói là đỉnh cao, rất là giỏi, rất là thông minh, rất là chịu khó. Mình thấy anh Dũng là tinh thần học tập liên tục và mỗi lần mình học một khóa mới của HBR thì mình đều thấy một kiến thức mới trong đấy. Mình khẳng định luôn là anh Dũng là người update kiến thức liên tục, và nhất là trong cộng đồng HBR hoặc là những các bạn học viên theo học HBR, anh Dũng thường xuyên giữ những cái mối liên hệ liên lạc với các bạn đấy. Và mình thấy là kiến thức anh Dũng ấy, ngoài cập nhật nhưng mà toàn cập nhật những kiến thức rất đỉnh cao. Trường doanh nhân HBR kết hợp cùng Mr. Tony Dũng tổ chức khóa học xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp được tổ chức tại Hà Nội, diễn ra vào ngày 7-8 tháng 5 2022. Khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết các nỗi đau thông qua giải pháp marketing hiệu quả với chiến lược bài bản, thực chiến nhất cùng kỹ năng và công cụ áp dụng ngay vào doanh nghiệp. Đăng ký tham gia ngay khóa học xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, liên hệ để được tư vấn sớm nhất qua số hotline 0829996633 hoặc 0829996886.